Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cùng review xem một trong những con Adu to như thế này thì các cái tham số của nó như nào và các cái chú ý về tham số của nó khi mà thiết kế cho cái hệ thống điều hòa không khí mà có sử dụng chiller, tức là điều hòa trung tâm ấy. Thì đây các bạn này, đây con Adu này nhá. Nó 2 tầng, nó nằm từ dưới đất đấy lên đến tận mái luôn, sàn luôn, sàn tức là lên kịch trần luôn đấy. Đấy, con này chiều cao của nó, 2 tầng của nó khoảng độ 5m các bạn nhé. Đây các bạn này, 5m đấy. Thì chúng ta cùng review xem ở trên các cái Adu này, trên con Adu này thì nó có cái gì đặc biệt hay là các cái tham số của nó cần phải xử lý như thế nào. Thì đầu tiên nha các bạn nhé, đây là cái quạt của nó này. Con này nó đang chạy nên là nó hơi ồn đấy, cái quạt nó nằm ở đây. Đây là cái công tắc để mà sửa chữa. Đấy thì cái con này động cơ của nó đây các bạn này, đây tham số đây. Đấy các bạn, con này là đấy tham số của nó đây. Con này 18,5 kW công suất nha các bạn nha, công suất điện 18,5 kW. Và lưu lượng gió là 35.000 mét khối trên giờ. Đấy là lưu lượng gió nhé các bạn nhé, 35.000. Tốc độ vòng quay là 965 vòng phút. Đấy là đối với cái động cơ. Thế thì cái tham số cần chú ý khi mà thiết kế thì nó như nào? Đấy, tham số cần thiết kế chúng ta cần chú ý đến cái lưu lượng này các bạn nhé. Đấy, chúng ta phải lấy cái tham số về lưu lượng, lưu lượng của quạt để chúng ta tính toán cái đường cấp gió vào. Là khi mà tính toán cái đường lấy gió tươi vào thì chúng ta phải tính dựa trên cái lưu lượng này để chúng ta có cái quạt cấp cho tổng của tất cả các cái con AHU, rồi quạt lấy cái lưu lượng của nó cộng lại để mà ra được cái tham số chọn cái quạt cấp cho tổng tòa nhà, hoặc là tính toán cái hệ thống mương gió để cho nó có thể đảm bảo cái lưu lượng. Không sau này nó thiếu lưu lượng nó cũng không đảm bảo cái công suất lạnh các bạn nhé. Đấy là cái phần thứ nhất là cái quạt. Đấy, chê còn trên hai cái coi lạnh nha các bạn. Đây trên hai coi lạnh đây các bạn này, hai cái dàn lạnh của nó. Con này là dàn thứ nhất 425 kW lạnh. Cái dấu trừ đằng trước là thể hiện là đây là công suất lạnh các bạn nhé, là 425. Đấy, cái dàn thứ hai nó là 613 kW lạnh. Tổng của hai cái dàn này là 1038 kW lạnh. Thì nó tương đương với khoảng độ 3 triệu 500.000 BTU. À, nó hơn một chút nhưng mà tính toán thì nó nhanh nhanh nó là như vậy. Thế thì cái công suất của nó mà 3 triệu rưỡi BTU. Đấy, thì cái cách tính của nó là lấy cái công suất kilowatt này nhân với cả 3412 các bạn nhé, thì nó sẽ ra cái công suất BTU, mà công suất mà chúng ta hay sử dụng ở trong cái hệ thống điều hòa không khí ở nhà ấy, ví dụ 9.000 chẳng hạn. Thì tổng hai con này là 1038 kilowatt, mình nhân ra nó khoảng 3 triệu rưỡi BTU các bạn nhé. Các bạn tưởng tượng là với 3 triệu rưỡi hơn 3 triệu rưỡi thì cái máy 50.000 tủ đứng mà các bạn đi uống bia hay thấy ở các cái quán bia hay là quán cà phê mà người ta đặt ở góc ấy, thường thường là người ta sử dụng cái máy khoảng 50.000 BTU đúng không ạ? Thì một con Adu này nó bằng khoảng 70 con đấy, có nghĩa là các bạn xếp vòng quanh 70 con thì mới bằng một con AHU này. Tại sao cái con này nó cái công suất lạnh nó lớn vậy? Là bởi vì nó cấp cho cái khu vực bếp nấu. Khu vực bếp nấu thì các bạn biết rồi, là cái hệ thống tỏa nhiệt của nó cực kỳ lớn. Vì khi chúng ta đun ấy thì nó sẽ tỏa ra cái nhiệt lượng cực kỳ lớn, tỏa ra cái nhiệt nóng. Cho nên là cái dàn lạnh nó rất là to như thế này. Đấy, nó hai dàn các bạn nhé. Và không khí thì nó bơm vào liên tục. Và tiếp theo là cái dàn nóng này các bạn. Trên cái dàn nóng này thì nó chỉ có 177 kW thôi. Thì
công suất nóng nó nhỏ là bởi vì thường công suất nhỏ nó chỉ sử dụng cho các cái thời điểm mà bếp không nấu, đúng không ạ? Sử dụng cho một số cái phòng mà ví dụ như là làm việc ở chung quanh bếp chẳng hạn, phòng bếp trưởng chết đấy, thì nó dùng một cái dàn nóng nhỏ thế này. Còn lại khi mà đun ấy thì cái nhiệt nó tỏa ra lớn rồi, chúng ta cũng không cần phải làm nóng nữa. Đấy, cho nên công suất nóng là rất nhỏ, công suất lạnh thì lớn như thế này. Đấy, thế thì khi thiết kế thì chúng ta cần chú ý, thiết kế hệ thống chúng ta cần chú ý đến cái tham số là lưu lượng các bạn nhé. Đây, cái flow rate này này. Thì khi mà chúng ta lấy cái catalog của thiết bị chúng ta tra thì nó sẽ ra cái flow rate này. Đấy, như con này nó là 60.940 lít trên giờ, tức là nó rơi vào khoảng độ 61 mét khối trên giờ các bạn nhé. Thấy không? 61 mét khối trên giờ cộng với cả đây thì cái con bên này nó là 87.900 mét khối trên giờ. Đấy, tức là khoảng 88 đấy, 88 cộng với 61 là 150 mét khối trên giờ. À quên, 150 mét khối trên một giờ. Thì trên cái hệ thống cấp của bơm này, cái bơm mà để cấp cho tất cả các cái ADU mà kết nối vào đó, thì chúng ta phải lấy cái flow rate của nó đây, lấy cái lưu lượng của từng con một cộng lại với nhau thì nó ra cái lưu lượng tổng. Và dựa trên cái lưu lượng tổng đó, chúng ta sẽ tính chọn cái hệ thống bơm có cái lưu lượng và cột áp tương ứng với cái thì toàn bộ cái hệ thống mà chúng ta mong muốn cấp vào. Đấy, thì ví dụ như có 10 con như này thì chúng ta sẽ cộng lại, xong đó chúng ta sẽ lấy cái tham số đấy để làm cái cơ sở để mà tính toán chọn hệ thống bơm nước lạnh. Bởi vì nếu không tính toán như vậy thì sau này rất có thể nó sẽ thiếu lưu lượng và cái công suất nó không đảm bảo, mà nó cứ chạy e cổ nó suốt cũng không đảm bảo được công suất lạnh và nó sẽ năn ra chết. Đấy là cái tham số về lưu lượng các bạn nhé. Đấy là lưu lượng nước, chúng ta cần phải chú ý là như vậy. Đấy, thế còn cái lưu lượng gió này thì lúc nãy mình đã nói các bạn, thì cái này là 3.500 các bạn nhớ, 35.000 mét khối trên giờ. Thì chúng ta cũng phải lấy toàn bộ những cái thiết bị ADU quạt này, các cái thiết bị nào đấu nối vào cả với cái đường ống gió chung này để chúng ta tính cái nệ quạt cấp gió cho toàn bộ hệ thống. Nếu mà ở xa, nếu như chúng ta lấy gió từ xa thì chúng ta phải tính toán đến quạt cấp và quạt hút dựa trên cái lưu lượng của các cái quạt cấp và các cái quạt hút. Thế còn nếu ở gần thì chúng ta phải tính cái lưu lượng để tính toán cái đường ống gió này, cái kích thước của đường ống gió, đúng không? Thì cái kích thước đường ống gió này thì dù xa dù gần chúng ta đều phải tính toán dựa trên cái lưu lượng của ADU và của các cái tham số kèm theo như vậy. Đấy, đấy các bạn nhá. Con này hai coi lạnh, công suất cực kỳ lớn, các bạn nhớ bằng 70 con điều hòa, hai cục 50.000 BTU tủ đứng dựng ở các quán bia. Đấy, thấy nó lớn không? Chiều cao của nó 5m các bạn nhá. Đấy, vừa rồi review cho các bạn một số cái tham số cần phải chú ý đối với cái dòng ADU. Các cái tham số chú ý mà để sử dụng tính toán cho cái hệ thống trung tâm, hệ thống bơm cũng như là các cái đường ống nước lạnh. Đường ống nước lạnh cũng phải dựa vào cái sự tính toán, cái tham số về lưu lượng của các cái ADU như thế này. Đấy, thì vừa rồi review một vài cái tham số cần thiết trên ADU các bạn cần sử dụng để tính toán cho cái hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy video có ích thì có thể like, share hay là nhấn vào đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Đấy, chúc các bạn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn.